hello chào tất cả mọi người nhé chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của đội chín tám gaming thì clip này mình giải thích cho mọi người vì sao khi chúng ta mở lì xì người thì hiện được một lì xì người thì được hai lì xì nhá thì hiện tại các bạn đang hiểu lầm về cái một và hai cái lì xì đấy thì clip trước mình có giải thích cho mọi người nhà phát hành có lừa đảo hay không khi, khi cho chúng ta ba lì xì và chúng ta mở lúc được một lì xì và hai lì xì thì các bạn chắc là các bạn không xem hết cái clip của mình nên các bạn chưa hiểu hết cái ý nghĩa giải thích của mình ý của mình giải thích ở đây ý, là nhà phát hành không có lừa đảo nha tức là các bạn thay vì các bạn xem mở từng cái của ba lì xì là các bạn đã mở một lúc ba cái lì xì rồi các bạn hiểu không là lúc đấy các bạn đã mở một lúc ba cái lì xì rồi nếu như các bạn lì, cả ba cái là cả ba lì xì của bạn là tiền thì nó sẽ ra tiền cả ba lì xì của bạn là kim cương thì nó ra kim cương các bạn có hiểu chưa đó thì có nhiều bạn giải thích sao em mở có lúc được một lì xì có lúc được hai lì xì và anh đậu mở anh và cái clip trước anh đậu các bạn có hỏi là tại sao anh đậu mở bung kiểu gì mà mở toàn ra hai toàn ra hai lì xì thế thực ra thì các bạn đã hiểu lầm rồi cái đấy nó không phải là hai lì xì nha các bạn thì bây giờ mình sẽ mở cho các bạn và mình sẽ giải thích thêm cho các bạn về cái vấn đề này nha đó, bây giờ mình sẽ mở cho các bạn. Đấy, và đây mình lại hiện số 2 đúng không? Đó, các bạn thấy mình bung rồi không? Mở lúc nào ra hai luôn. Đó. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn là khi mà cái lì xì này ấy, nó hiện lên số 1. Tức là các bạn không phải là một lì xì nha. Hiện ra số 1 là không phải một lì xì. Tức là trong, tức là khi các bạn mở ba lì xì ấy, mà các bạn chỉ nhận được kim cương không, hoặc là chỉ nhận tiền không, thì nó sẽ hiện số 1. Một ở đây nó thể hiện đó là giá trị của cái ba cái lì xì. Tức là nếu mà các bạn sẽ nhận được cả tiền và kim cương là sẽ hiện số 2. Nếu mà nó chỉ hiện số 1 là các bạn chỉ nhận được một là tiền, hai là chỉ kim cương không các bạn hiểu không? Chỉ được nhận tiền không hoặc là chỉ nhận được kim cương không? Còn các bạn hiện số 2 là các bạn sẽ nhận được cả tiền và kim cương. Cho nên các bạn đang hiểu nhầm nhé các bạn. Đó, các bạn đang hiểu nhầm. Cái số 2 này là hai giá trị tức là bạn sẽ nhận được hai thứ khi bạn mở ba cái lì xì này ra các bạn hiểu không và các bạn phải hiểu là khi mở lì xì các bạn sẽ nhận được hai thứ thì trong lì xì chỉ có kim cương và tiền thì hai thứ này là kim cương và tiền nếu các bạn mở lì xì nó hiện số 1 là các bạn chỉ nhận được một thứ chỉ là một kim cương hoặc là chỉ là một tiền nếu bạn nào mở được ra kim cương thì nó là cực kỳ nhiều kim cương và bạn nào mở ra tiền thì nó cũng chưa biết thế nào cả còn nếu mà hiện số 2, số 2 thì các bạn sẽ nhận được cả tiền và kim cương nha. Đó. Ví dụ các bạn mở ví dụ mình sẽ giải thích cho ví dụ cho các bạn này. Ví dụ các bạn mở ba ví dụ các bạn mở từng lì xì. Đấy, từng lì xì là cái lì xì thứ nhất các bạn mở được 2k tiền. Lì xì thứ hai mở được một tiền, một ca tiền và cái thứ ba được một ca tiền. Thì các bạn thì thay vì các bạn mở từng cái thì các bạn mở một phát ba cái lì xì thì các bạn sẽ hiện được là 4k tiền. Đấy, các bạn sẽ được 4k tiền và nó sẽ hiện số 1 là bạn chỉ nhận được một loại giá trị đó là tiền là 4k tiền đấy còn nếu bạn mở từng ví dụ thay vì bạn, các bạn mở từng cái thì các bạn mở ba cái thì ví dụ các bạn cái lì xì đầu tiên các bạn được 30 kim cương cái lì thứ hai một ca tiền cái lì xì thứ ba đó là được các bạn được 500 tiền thì các bạn nhận được hai giá trị giá trị đầu tiên đó là kim cương là 30 kim cương giá trị thứ hai là 3.000 tiền và các bạn của hai lì xì sau đó chứ không phải các bạn mở được hai lì xì và một lì xì nha các bạn các bạn đang hiểu nhầm bởi vì cái clip trước các bạn không xem hết clip của mình giải thích cho nên các bạn đang hiểu nhầm nhá nhà phát hành không lừa đảo mà nhà phát hành gộp ba lì xì mở một lúc trong một cái gói đấy nha các bạn nhá chứ cái số 1 đấy là một giá trị tức là bạn được nhận một loại loại thứ chứ không phải là một cái lì xì nha các bạn đây bây giờ mình sẽ mở cho các bạn chứng minh cho các bạn xem nha chắc chắn sẽ có được một kim cương và được tiền đó được 35 kim cương để chứng tỏ là trong mỗi cái lì xì bình thường của các bạn tặng mở ấy mình sẽ giải thích cho các bạn kỹ hơn trong mỗi lì xì của các bạn tặng mở sẽ có những bệnh giá như sau 5 kim cương 10 kim cương và 30 kim cương còn cái 60 kim cương mình có biết hay không nhưng mình chắc chắn là sẽ có 5 kim cương 10 kim cương và 30 kim cương nha các bạn nhé Đấy chỉ có 3 mệnh 3 giá trị thôi mà chắc chắn bạn chỉ có 3 giá trị kim cương đấy là chắc chắn thì bây giờ mình sẽ mở được 35 kim cương thì chứng tỏ lì xì thứ nhất trong đấy có một lì xì mình mở được 30 kim cương và một trong đấy có một lì xì mình mở được 5 kim cương là mình có hai lì xì mình mở được ra kim cương Đấy, đó là 30 kim cương và 5 kim cương Còn giá trị còn lại sẽ là tiền của cái một lì xì cuối cùng Và cái lì xì cuối cùng mình sẽ khẳng định với các bạn là chỉ có một có những mệnh giá như sau 350 này, 500 này, 300 này, à 350, 300 này, 350 này, 500 này, 700 này, 700, 750 1K này, 900 này, à, 1K 3 này, 1K 1, 1K rưỡi, 1K 7 và 2K đó, mình sẽ mở cái cuối xem nó ra mệnh giá nào nha. Đó, nó là 1000, đã có thấy không? Đấy mà hiểu chưa? Đến 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 giải thích như thế này thì các bạn hiểu rồi đúng không? Đấy, và mình sẽ giải thích cho bạn luôn khi nào lì xì có kim cương và khi nào lì xì có tiền đấy. Nếu như các bạn mở ba bấm vào mở cái ba chiếc lì xì ra mà nó hiện số 1 ấy thì 99% các bạn sẽ mở ra chỉ là tiền. Nếu mà bạn nào mở được ra kim cương thì cực kỳ nhiều kim cương cho nên là cái tỷ lệ mà nó ra kim cương nó chỉ rất là nhỏ là chỉ vào 1% thôi. cho nên là các bạn nếu mà bạn nào mà mở ra hiện số 1 thì các bạn xác định chắc chắn là sẽ ra tiền đi. Chắc chắn là sẽ ra tiền. Thật, chắc chắn là sẽ ra tiền. Còn bạn nào mà hiện số 2 thì chắc chắn các bạn sẽ được kim cương nha. Đấy để cho các bạn nhận biết khi nào là sẽ ra tiền và khi nào ra kim cương. Các bạn mở mở ra cái số tức là khi nào các bạn mở mở DC mà nó hiện số 1 99% là các bạn mở ra kim cương À mà mở ra tiền Là coi như là các bạn xác định là nó ra tiền đi Bởi vì cái tỷ lệ 1% ra kim cương nó rất là khó Rất phải 100 bạn thì có một bạn hên được như vậy Còn nếu mà nó hiện ra số 2 thì chắc chắn bạn sẽ nhận được kim cương các bạn hiểu không Nếu mà hiện số 2 là chắc chắn bạn sẽ được cả kim cương cả tiền Cho nên là chắc chắn bạn sẽ được kim cương Còn nếu hiện số 1 thì các bạn 99% sẽ mở ra tiền Các bạn không tin mình sẽ lấy một ví dụ sao một cái nick khác cho các bạn để mở thử xem có phải là nó chỉ ra số 1 thì nó chỉ ra tiền hay không nha mình sẽ sang một cái nick khác để thử trải nghiệm cho các bạn nha đây cái nick này mình đã lấy ví dụ xong rồi các bạn hiểu nhá đó các bạn hiểu 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 cái số 1 và số 2 khi mở ra chưa đó bây giờ các bạn đã hiểu rồi nhá bây giờ mình sẽ sang một cái nick khác để lấy ví dụ cho bạn về nó hiện số 1 vì sao rồi? đấy nhá hiện số 2 là chắc chắn sẽ ra là các bạn sẽ được cả kim cương cả tiền hiểu chưa là chắc chắn là sẽ nhận được kim cương ấy. đấy còn hiện số 1 là các bạn có 99 phần trăm là chỉ được tiền thôi bạn trong cái số xác suất một phần trăm đấy nó nhỏ lắm các bạn nó nhiều khi nó đến một nghìn người nó khi nó mới ra ra được cái một bạn có được một phần ra số 1 là ra toàn kim cương mình cũng thấy nhiều bạn comment trên kênh của mình là em mở được 40 kim cương 60 kim cương nhưng mà nhiều nhưng mà nhiều bạn mở được như thế nhưng mà các bạn thử bảo là 40 60 kim cương là được cộng thêm tiền nữa là tức là qua nếu bạn nào mở được 60 kim cương là tức là các bạn ấy đã hai mỗi lì xì các bạn ấy mở được 30 kim cương và cái lì xì còn lại mở được tiền còn bạn nào mà mở ra tầm độ ví dụ số lẻ nó có thể là 50 uh, 40 kim cương này 40 kim cương thì chứng tỏ là bạn ấy mở một lì xì 10 uh, một lì xì 30 kim cương và hai lì xì 5 kim cương đấy, đấy tức là độc kim cương không đấy các bạn cứ nói chung là kim cương trong lì xì nó chỉ có ba ba mệnh giá 5 10 và 30 thôi đấy bạn nào hên thì được đó, 5 10 và 30 trong cái trong cái lì xì này bây giờ mình sẽ sang một cái lì xì khác để lấy ví dụ cho bạn nha lấy ví dụ thử cho các bạn để về về nếu mà nó ra một nha mình nghĩ là sang cái lì sang cái nick này của mình là lì xì chắc là ra một đây 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 giờ mình chưa mở nhá mình chưa mở nhá nhá để xem nó có ra số 1 không nha ôi nó lại ra số 2 các bạn mình đang mình đang để ở chế độ bung chắc chắn nó sẽ ra kim cương và và, tiền sao thấy không 30 kim cương một nghìn tiền sao ấy bộ nghìn tiền sao này là chứng tỏ là mình à, là cái hai sẽ có một lì xì được là một lì xì mình mở được 30 kim cương và những lì xì còn lại mình đã mở được uh, 500 tiền đấy. hai lì xì còn lại được 500 tiền đấy cứ số 2 là chắc chắn sẽ ra kim cương nha để mình kiếm một cái nick nào đấy lấy ví dụ về nó chỉ ra tiền thôi mình đang ở chế độ bung cho nên là nó cứ ra được kim cương không ấy tại mình đang ở chế độ đặt ở chế độ bung ấy cho nên nó cũng hơi khó Để mình uh, chuyển sang cái nick khác Cho nên là mở toàn ra kim cương thôi à, Để mình uh, vào một cái nick khác cho các bạn xem Đây Mình sẽ ra nick này để thử xem cái uh, lì xì mình nhận Mình lì cái lì xì của mình nhận ra nó xem mở một các bạn cứ thử thử thí nghiệm có phải là cứ nhận số 1 là 99% ra ra tiền sao không nhá nếu mà mình mở thí ra tiền sao thì các bạn cứ xác định là thì sau cả clip này các bạn cứ xác định là ra số 2 là chắc chắn là kim cương và ra số 1 thì chắc chắn sẽ được tiền sao các bạn nghĩ như vậy nhé bởi vì cái tỷ lệ ra, ra kim cương rất là khó đấy nó là như vậy ok sao vào mãi không được ta <laughs> Mọi người chờ xíu để cho nó vào cái nick cái nick này á Để vào nick này thì mình lấy ví dụ cho các bạn cho nó dễ. Sau clip này thì các bạn sẽ phân biệt được khi nào ra kim cương và khi nào ra tiền sao. Đây, mình sẽ vào nick này. Rồi, chờ một xíu nó vào nick đi. Uh, các bạn có thể tu cái cái đoạn vừa vừa đấy các bạn có thể tua qua tua tua đến cái đoạn đấy này luôn bởi vì mình làm clip thì mình làm trực tiếp luôn cho nên là nó mất cái đoạn cái đoạn vào nick là mất thời gian. Các bạn nếu các bạn nào xem các bạn có thể tua qua cái đoạn đấy đi các bạn hiểu hơn. Cái các bạn xem thì các bạn phải xem từ đầu đến cuối, các bạn đừng có tua giống như cái clip trước các bạn xem không hiểu. Các bạn cứ mình thấy các, các bạn comment là các bạn là mình hiểu là các bạn chưa hiểu cái clip mình định giải thích cho mọi người cái gì rồi sau clip này thì mong là các bạn đã hiểu cái sự giải thích của mình hơn hoặc là các bạn không hiểu cái đoạn nào thì các bạn có thể comment dưới mình có thể làm clip giải thích chưa cho các bạn thêm nhé đây điện số 1 rồi nha mình sẽ mở cho các bạn xem Đó. thấy không chỉ ra tiền thôi nếu mà 1950 thì chắc chắn sẽ một cái là một uh, một nghìn tiền một cái là chắc chắn là trong đây sẽ có một cái 350 tiền rồi 350 tiền thì còn 1 sáu 1 sáu thì có một cái 500 và một cái 1 đấy, các bạn thấy không đấy hiện số 1 là các cứ auto ra tiền còn hiện số 2 auto sẽ ra cả tiền và kim cương đấy vậy thì bây giờ các bạn mở lì xì các bạn sẽ biết lúc nào ra tiền và lúc nào ra kim cương nhá bạn yên tâm nhá còn nếu mà thấy ra số 2 thì mừng luôn không cần phải mở nhắm mặt tắt luôn cũng được để xem bao nhiêu kim cương sau cũng được còn nếu ra số 1 thì thôi cũng tắt luôn đi bởi vì chắc chắn ra tiền rồi nhé <laughs> yeah. rồi ok chưa các bạn sau clip này các bạn tự hiểu nhá ok vậy thì clip mình xin dừng tại đây tạm biệt mọi người nếu mọi người thấy clip giải thích của mình hay đúng ý nghĩa thì các bạn bấm like chia sẻ đăng ký kênh của mình nhá và bấm chuông thông báo để mình ra những clip tiếp theo hay ý nghĩa thì các bạn có nhận được thông báo nha. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha.